con đã tột quang rồi. Ôi ôi trời ơi. Ông vừa, ông vừa thấy à? Đây vừa cái chỗ này xong à. Cào cào ra xem chiến này. Cào cào ra. Cào cào tôi đốt nhưng mà tôi thấy nó phì quá. Ông vừa gặn xong mà ông? Có. Thôi ông cứ chạy 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 cho đi. Cẩn thận nhé ông nhé. Cứ nhả nha mà cào. Giống người nó cắn chết đấy. Vừa rồi nó cắn chết con chó. Vừa rồi nó cắn chết con chó ở Nghệ An to lắm. Con chó Nghệ An 57 cân mà nó cắn phát có 10 phút sau chết cơ mà. 10 phút sau chết này. Ừ. Cào cái này nó chạy đấy. Đấy, cào đấy mới chạy ra thật ấy. Đấy nó toài. Không nó chỉ cho ấy. Chiến này cào cái chỗ này ra đúng rồi. Ông nói đúng đấy. Tại thì nó còn chỗ kia rồi. Ờ cứ cào 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 ở nó ngoài đi. Đây 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 đây. Cào kia. Cào kia. Đấy, vậy chỗ kia rồi. Vậy chỗ kia. Đấy đúng rồi. Cứ từ từ mà kéo ra. Thấy chưa? Ui dồi ôi. Ui kinh quá. Ôi đừng đừng đừng. Để cho bắt sống nó. Để cho bắt sống nó. Đấy, mùi to chưa mọi người này. Đây này. Cho mọi người xem này. Mùi cha mẹ ơi. Cắn to quá ông đã làm cỏ đứng gặp. Ủa con này trắng vậy? Trắng héo luôn. Trắng héo luôn. Cái này cũng mới lột. Con này bảy vậy đấy. Con này nó mới lột thôi. Ý giời, to phết. Kinh khủng chưa? Chặn nhá. Mùi rắn nó nhiều lắm. Đấy, về cái mùa này, mùa rắn nó sinh sản mọi người. Mùa này ông làm cẩn thận nhá. Quốc cái thế nó phỉ 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 này. Đấy, chào chào đấy. Chào. Nhưng mà nãy ông nhìn có đúng con màu này không? Con màu này con nó hơi cái ta nhìn thì có cái đuôi rồi. Nhìn mới đuôi được. Mới đuôi nó trắng trắng nó chuẩn. Cao 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 hết rồi, xong cũng bí đầu nữa cỏ nữa đấy. Cỏ đấy. Phanh cỏ nó ra đó. Phanh đúng rồi, phanh cùng rồi. Cắn nó thì hay đi nhiều con lắm. Đúng rồi, rắn hay đi nhiều con lắm. Rồi. Đây mọi người này, ông não đang dọn thì coi thế là bị con rắn nó tấn công, nó cái kiếp của ông gọi cho anh em mình ra đây. Nếu nó lẩn trong này, nó lẩn cực nhanh lên này mọi người này. Không biết được nào. Nó lẩn trong cỏ, không nhìn thấy đâu mà lẩn đi chi. Ủa đây 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 đây. Quận tròn đây. Đó, nó quận chưa? Hai quan. Em cứ cào cỏ ra đây. Hai quan. Đây đây, quận. Đây đây đây. Ôi giời, mẹ tỉnh thế em chạy chữa à. Quá kinh khủng luôn mọi người. Riêng cái loại rắn này nó cắn. Mẹ đây đi. Thôi để cho bắt cháu đem ra ngoài rừng cho thả không? Chết mẹ thì không, cái loại này cắn chết. Đem ra ngoài bờ núi thả chúng tội. Mình phải bảo vệ cân bằng sinh thái một tí đúng không? Đấy, cho mọi người xem nhá. Mọi người bắt rắn này. Nhiều người cứ bảo là sao nó dễ bắt vậy, không phải đâu. Những người có kinh nghiệm mới bắt mọi người. Cầm càng gần đến đây thì nó càng không cắn rồi mọi người. Nhưng mà mọi người cứ cầm, càng cầm dưới đuôi thì cái đầu nó càng ngoắt lên. Ngoắt lên kinh lắm. Nó càng ngoắt lên nhá. Đấy, đấy mọi người nhìn chưa? Nhưng mà mình cầm ở đây ấy, thì không bao giờ nó ngoặt đấy mọi người nhìn này. Đấy. Nhưng mà đây là được thực hiện bởi các chuyên gia. Đấy, những người có kinh nghiệm thì mình không khuyến cáo mọi người làm theo mình. Nhưng mọi người không nhá. Được làm theo anh em mình mọi người nhé. Đấy. Anh em mình làm rắn đã cả chục năm nay rồi. Tại vì nó rất là nguy hiểm mọi người. Cái này chỉ cần sơ sẩy cái chết đấy mọi người nhìn đấy. Đấy. Kinh khủng luôn. Cầm đi. Đưa mình cầm đấy. Ra ngoài tránh xa ông lão rồi không chữa. Chẳng may nó vùng vào ông lão cái chết mình. Đây anh đưa ra ngoài. Cầm ra hẳn chút sáng. Kinh chưa? Mọi người nhìn chưa? Càng cầm thả, đuôi, thả càng thả cầm đuôi nó càng ngoại. Đấy. Đấy, thấy không? Ngoại đầu nên kinh không? Túi rồi. Ui, 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 đây, 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 ui, 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 nhà đêm bắt đầu nghe cho nó thoải còn đợi nhé chiến nhá điều gì nó cũng phim một đôi mà về cái mùa rắn này sinh sản kinh lắm đây này con này đang thò đầu đây này mọi người này con này nó chờ con đưa con cái ừ nó cứ đứng im về nó đợi con cái ra đấy mọi người nhìn chưa kinh chưa đấy đấy nó trườn dưới này không ai nhìn thấy nó đâu nữa nhỉ tí nó vào bụi lại thì xong luôn đấy. Đây
ông để ý xong luôn. Bảo ông để ý xem nhỡ còn đấy không ạ? Chắc chân nó có một đôi rồi. Chắc một đôi rắn rồi. Chạy dưới này. Trong này nó kín lắm. Không ai nhìn thấy nó nữa này. Đấy tinh như thế cái khúc đây mọi người, thấy không? Quá kinh khủng luôn. Đây con này đang nằm đây này. Nhá mày, em lấy cái túi đây cho anh xem nào. Đấy, chạy trong. Nó chui trong cụm mạ, không ai nhìn thấy. Cho nó chui nó rung này. Nhìn không, 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 mất đấy. Nó chạy mất đấy. Đầu lên tít đây này. Ừ. Kinh. Thôi cầm túi đây đi. Em để ở đây anh coi cho em chạy ra xe em lấy túi đi. Được, chạy ra xe lấy túi nha mọi người nhá. Này, mọi người thấy không? Quá kinh khủng luôn. Hôm nào này ông cuốc ở đây ông gặp hai con rắn đây, cũng hoảng sợ quá mà. Đợt này ông có hay gặp rắn đúng không? Nào không có, nhưng mà nó chạy vào trong này. À, nó chạy mất trong đấy à? Chạy mất vào trong này, chốc buổi rồi. Ủa vậy anh em làm cái bẫy được ấy nhỉ? Này nó ra đấy. Đây này. Hôm qua thầy trưởng nó đang rắn vào tận hiên, le đến nhục hàng luôn. Đây này. Cứ bắt con này bỏ túi đi. Đợt này rắn kinh lắm mọi người. Đợt này nhiều rắn lắm. Đây là riêng cái dòng rắn hổ mang mọi người được cầm gần như mọi người nhá. Còn rắn khác mọi người lên đập chết như cột cặp ni ấy. Chưa, cặp ni nó cắn khúc đen khúc trắng nó cắn chỉ có chết. Con hổ mang này thì xương nó còn to lắm. Nó còn chậm hơn cặp ni nó nhanh lắm. Mọi người cầm càng nhẹ nhàng càng tốt nhá. Nhưng mà đây khuyến cáo mọi người tốt nhất là nếu mà mình gặp thì mình lên đập chết. Đúng rồi, không có kinh nghiệm nên đập chết đi. Nên đập chết mọi người. Không nó cắn đất là nguy hiểm. Nó cắn một phát là không tên là nó luôn. Cái đầu này, trườn dưới đấy, thấy không? Ui, nhanh chưa? Đấy, trườn dưới mà không thể nhìn thấy được, thấy không? Kinh không? Ui, ôi, ôi, một giây nữa nhá. Ừ. Kinh không? Lắm. Người ấy chưa, một giây nhá. Của đấy mà em cầm cam thì em quay anh mới kinh, sát tay luôn này. Đây. Nhỏng nhỏng vậy. Đấy, người nhìn chưa? Ui giời, chàng. Con rắn mà nó cứ cảm thấy nguy hiểm, nó bị đau, nó tấn công này, luôn. Thả nó xem nó lẩn nó cỏ này. Đấy, con rắn nó đi dưới cỏ là mọi người đi đêm tối nó hay dẫm vào là đúng rồi, đấy thấy không? Nó chui vào cỏ nhá, mất hút luôn ấy. Dần dần là không ai nhìn thấy nó đi sát mặt đất luôn mọi người. Êm nhỉ nhỉ? Nó trườn êm lắm. Không bao giờ nghe nó một tiếng gì luôn. Đấy, thấy không? Này nó trườn này, tít lên. Đã quá chứ. Về cái mùa này sao nó lại nóng rắn vậy? Lão lại ông giật mình nhỉ? Ông đang cúp giật mình, chạy. Nó ngập nước nó ra đấy mọi người. Đấy. Đây nha mọi người, cứ nhấc lên cái là ngoái đầu. Con rắn nó rất hay kiểu tự vệ vậy đấy, thấy chưa? Nó tự vệ mà. Rất kinh khủng. Đấy không? Mọi người cầm đuôi thế nào đi chăng nữa nó cũng ngoái được. Con này như kiểu nó mới nổ xác. Đấy. Đúng không? Con này mới nổ xác này, trắng héo luôn. Trắng héo luôn. Đây mọi người xem nó trắng héo luôn này, mà nó bóng nhỉ anh nhỉ? Ừ. Nó bóng. Con này bị ung thư. Không, cái đấy là cái ghẻ nước. Đây. Ghẻ nước. Ghẻ nước á. Trắng nhỉ. Đấy, ngoạng ngoạng vậy. Đấy, cái đặc điểm của con hổ mang chắc là mọi người cũng đã biết rồi đúng không? Là nó có cái mang, còn tại sao gọi là hổ mang bởi vì nó biết phành mang rồi. Mà nó cực độc luôn. Rất là nguy hiểm. Cái con rắn này cắn ấy, mình tham khảo ở trên mạng ấy mọi người ấy, là các ông ấy cứ bảo là chữa bằng chanh với lại của đu đủ, thực tế nó không phải mọi người. Nói chung là mạng thì nó vô số lắm. Thôi em bắt bỏ túi đi. Mình cho các bạn biết là con rắn hổ mang này tốt nhất là mọi người cứ ra viện. Nghe nhiều khi chậm một giây là đúng rồi, đừng có nghe linh tinh. Tốt nhất là những người mà không có kinh nghiệm thì nên ra bệnh viện hay cái cơ sở y tế gần nhất. Như sư phụ mới đây thực tế là cũng chữa được nhưng mà đâu có dám nhận mọi người. Nhiều khi chữa con rắn này cắn đâu phải là lúc nào cũng chữa đâu mọi người. Nó cắn vào vết thương sâu một phát. Nó còn cho thời gian nữa. Mọi người xác định luôn ấy. Mọi người đến chỗ anh em mình thì nó cũng quá muộn. Nó quá muộn rồi. Chứ thực tế là không phải chữa bằng chanh với đu đủ không mọi người nhá mọi người. Có nhiều phương thuốc để chữa lắm mọi người. Thôi đi đi, anh em về làm thêm mấy cái bẫy đặt ở đây đi. Thôi có lẽ anh em mình kết thúc video đây mọi người. Anh em mình về làm mấy cái bẫy để ra đây đặt bắt rắn ở đây giúp cho người ta mọi người, để người ta tránh làm đồng bị rắn nó tấn công. Thì mọi người xem thấy hay nhớ like, chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ anh em mình nhá mọi người nhá. Chào mọi người nhá.